Câu hỏi của khán giả có tài khoản là Đào Xuân Tuấn với nội dung câu hỏi như sau. Nhà tôi có nuôi gà nhưng gà bị đậu mù mắt, cho tôi hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa anh Tuấn, câu hỏi của anh đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung trả lời như sau. Vâng, xin chào khán giả. Thì đối với trường hợp mà bị bệnh đậu ấy, thì thường bị đậu là do virus gây ra mà chúng ta hoàn toàn có thể phòng bệnh được nếu như chúng ta dùng vaccine phòng bị đậu. Thế nhưng khi nó bị rồi ấy, thì chúng ta chỉ có thể dùng cái cồn iodin 10%. Ta nhỏ vào trong tức là chấm vào trong cái mụn đậu. Nhưng mà chú ý là vào mắt thì không nên chấm vào quanh mắt, vì nó vào cái iodin 10% vào mắt nó sẽ hỏng mắt. Chỉ trúng ở xung quanh miệng rồi là ở quanh đầu thôi, chứ không nên trúng vào mắt. Và ở chân thì mình có thể dùng cái cồn iodin để chấm, và chấm mỗi ngày chấm 1-2 lần, và độ vào 3-4 ngày thì nó sẽ bong cái mụn đậu ra. Và khi bong mụn đậu rồi thì mình dùng cồn iodin mình chấm tiếp một lần nữa. Thế và thứ hai là cái tôi cho rằng cái hiện tượng mù mắt nó có thể nhiễm liên quan đến nhiễm cả cái vi khuẩn chlamydia gây hiện tượng bị mù mắt. Cho nên là chỉ cần không phải chỉ dùng oxytetracycline không, mà phải kết hợp với cả kanamycin, cả hai loại đó. Cho nó uống khoảng một lần trên ngày, cho uống 5-7 ngày liền, liều lượng theo dẫn sản xuất. Và đồng thời cho uống chất điện giải glucose hòa vitamin tổng hợp, cho nó uống thay nước trong vòng từ 3-5 ngày liền thì nó sẽ khỏi được bệnh. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão thì nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6:10 hàng ngày, phát lại vào 14:15, 21:40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây gì đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra để có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vẫn quá thẻ. Này mà không tâm huyết bỏ chương trình mất. Cái này là cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu cá lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tiền. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu. Xin chúc anh chị. Đợi cho mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế
thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2 cân rưỡi trở lên còn 4 cân tự bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền cho ông, còn lớn như không què chân không lở rốn không mắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.